Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ sẽ là những tin tức cập nhật trong bản tin 113 Online. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 14 kg ma túy tổng hợp, 2 cây heroin cùng nhiều tang vật có liên quan. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Vàng A Tùng ở huyện Mường Lát đang vận chuyển trái phép 14 kg ma túy tổng hợp từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ. Điều tra mở rộng, cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng liên quan là Nguyễn Minh Phong và Nguyễn Thanh Tùng, đều trú Bình Dương. Tiếp đó, lực lượng công an đã triệt phá thêm một đường dây ma túy bắt giữ 5 đối tượng, trong đó Phạm Văn Tú là người cầm đầu, đã móc nối với một số đối tượng người Lào để mua ma túy. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án. Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận khống chế thành công một nam thanh niên ngồi trên một nóc tòa nhà 4 tầng. Vào 21 giờ 45 phút tối qua, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về việc tại số nhà 4 trên đường Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, có một người đang ngồi trên phần mái của ngôi nhà có biểu hiện mất bình tĩnh. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện việc vận động thuyết phục, đồng thời triển khai các phương án giải cứu. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người này xuống đất an toàn và bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định. Danh tính của nam thanh niên sau đó được xác định. Qua xét nghiệm nhanh thì người này dương tính với chất ma túy. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 3 đối tượng là Bùi Hữu Trường, Phan Anh Tuấn cùng chú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Phùng Minh Sáng, chú tỉnh Đắk Lắk trong đường dây mua người phụ nữ phục vụ quán karaoke liên tỉnh quy mô lớn để điều tra về các hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán người. Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố tổng cộng 9 đối tượng để điều tra cùng về hai hành vi trên, trong đó Nguyễn Thị Hoa, chú Đắk Lắk, Đắk Nông là đối tượng cầm đầu. Thời gian làm quản lý tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Hoa đã đăng bài tuyển dụng nữ nhân viên lên mạng xã hội. Khi các đối tượng trong đường dây đưa người đến thì Hoa đã trả từ 17 đến 25 triệu đồng một người. Số tiền này Hoa sẽ viết vào giấy nợ cho chính người được đưa đến phục vụ cho quán. Hàng ngày khi các nữ tiếp viên phục vụ tại các quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột có lợi nhuận sẽ được chia đôi. Và trong số này thì có nhiều cô gái chưa đủ 16 tuổi. Thấy lợi nhuận cao, Nghĩa đã thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người quen, sau đó cho một đối tượng ở Philippines thuê lại các tài khoản ngân hàng này và được trả công là 100 đô la Mỹ một tài khoản một tháng. Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa, chú huyện Hòa An, về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Trước đó vào tháng 5 năm 2022, Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sophia, tên tiếng Việt là Ngọc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công là 100 đô la Mỹ một tài khoản một tháng. Sau khi dùng căn cước công dân của mình mở 3 tài khoản tại Techcombank, Vietcombank và MB Bank, Nghĩa cung cấp thông tin cho Ngọc qua nhóm chat trên Telegram. Được trả thù lao, Nghĩa tiếp tục hưởng lợi bằng cách dùng giấy tờ của người thân bạn bè mở thêm tài khoản tại 3 ngân hàng trên. Hoàng Văn Nghĩa khai thuê thu mua trên 50 tài khoản của những người quen ở Cao Bằng, Bắc Cạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ chi phí, Nghĩa được Ngọc trả từ 60 đến 70 triệu đồng một tháng. Khám xét đối với bị can, cơ quan điều tra đã tạm giữ 123 SIM, 58 thẻ ATM, 16 điện thoại, hơn 123 triệu đồng. Kết quả sau kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, lực lượng công an đã xác định từ tháng 11 năm 2022 cho tới tháng 4 năm 2023, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên 970 triệu đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Trần Chiến Thắng, chú huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn về tội tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ và bị cáo Công Văn Tùng, chú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về tội tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ. Quá trình điều tra xác định trong tháng 7 năm 2022, được sự hậu thuẫn của Trần Chiến Thắng về việc sử dụng vật liệu nổ khai thác quặng, Công Văn Tùng đã tự liên hệ mua trái phép gồm 17 kg thuốc nổ, 120 kíp nổ, 150 dây cháy chậm, đem về tàng trữ cất giấu. Đối với Trần Chiến Thắng có hành vi thuê người mở đường làm lán tại khu vực Lò Giang thuộc thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn để khai thác khoáng sản trái phép. Quá trình khai thác khoáng sản, tại phiên tòa, hội đồng xét xử xử phạt mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng, phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng để sung quỹ nhà nước.
Vào khoảng gần 3 giờ sáng ngày 24 tháng 5, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại chợ Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lửa bùng cháy dữ dội, bốc cao và nhanh chóng lan rộng khiến phần lớn diện tích chợ chìm trong lửa. Vào thời điểm trên, tại một góc kiosk trong chợ Vina, bất ngờ bùng cháy dữ dội và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu lợp mái tôn trên đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động nhiều phương tiện và chiến sĩ tới hiện trường. Đến 5 giờ thì đám cháy được khống chế. Tuy nhiên bên trong chợ vẫn còn nhiều vị trí cháy âm ỉ. Lực lượng công an đang tiếp tục tiếp cận để dập tắt hoàn toàn. Được biết là chợ Vina rộng khoảng 7.000 m², buôn bán nhiều mặt hàng như đồ gia dụng, điện tử, đặc biệt là quần áo. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.